Dạ em là Cao Thùy Duyên, em là cụ sinh viên Văn Lang. Em tới đây để cổ vũ đội Văn Lang đó chị. Xuất hiện trên sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2024, Cao Thùy Duyên hòa vào sự cuồng nhiệt của các cổ động viên đội trường Đại học Văn Lang trong trận đấu với đội trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Mối tình hơn 5 năm với một chàng trai từng là cựu cầu thủ của trường Đại học Văn Lang đã đưa Thùy Duyên đến gần hơn với bóng đá. Thế nên dù đã tốt nghiệp gần 2 năm, cô nàng vẫn dành thời gian đến đây để cổ vũ cho đội nhà. À, dạ tại lúc trước là người yêu của em là cũng nằm ở trong đội tuyển của trường luôn, nên là em đi coi đội tuyển trường chắc cũng 3-4 năm rồi chị. Tới bây giờ bạn trai em đam mê đá banh á. Dạ tụi em quen nhau 5 năm mấy rồi chị. Dạ trước đó thì em không đam mê đá banh lắm, nhưng mà sau khi quen bạn thì em bị nhiễm nhiều người. Chung tình yêu với trái bóng tròn nên Thùy Duyên vẫn luôn là một hậu phương vững chắc khi bạn trai thi đấu trên sân. Giờ đây khi cả hai đều đã ra trường và có việc làm ổn định, họ cũng tiếp tục đồng hành, ủng hộ cho đội tuyển của trường. Lúc trước thì lúc mà bạn em chưa đi làm thì em có em với bạn có đi coi chung, giờ bạn đi làm em đi coi với bạn mấy em của em. Vậy em thấy mấy bạn đã tốt, với lại là em thấy mấy bạn kiểu là nhạy trong cái bắt banh này kia chị, kiểu hiểu ý nhau á, nên mấy bạn đã tốt. Và không phụ lòng những cổ động viên cuồng nhiệt như Thùy Duyên, đội trường Đại học Văn Lang đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước đội trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, là đội vốn được đánh giá cao hơn. Với chiến thắng này, đội trường Đại học Văn Lang đang tràn trề hy vọng giành vé vào tứ kết trước lượt cuối vòng bảng gặp đội trường Đại học Tôn Đức Thắng vào lúc 16:30 ngày 22 tháng 3 sắp tới.